Macarena. Các bạn đã quay trở lại với bản tin hóng hớt đầu tuần. Số phát sóng lần này hứa hẹn sẽ đem đến cho các bạn rất nhiều những thông tin bổ ích và thú vị đấy. Nào hãy cùng bắt đầu với Minh Anh ngay thôi. Hé lộ những quân đoàn cực mạnh tiến vào vòng đại chiến quân đoàn mùa hè 2022. Đội tuyển Phe bất ngờ chia tay một xạ thủ kỳ cựu. Sự kiện mời bạn nhận quà dễ chơi, dễ trúng thưởng. Ra mắt trang phục hiếm ngang thẻ vô cực. Những điểm đến cuối cùng của chuỗi sự kiện Free Fire Campus 2022. Mở đầu bản tin ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin xoay quanh giải đấu cộng đồng có quy mô khủng nhất. Đó chính là đại chiến quân đoàn mùa hè 2022. Ngày 29 tháng 5 vừa qua chính là ngày diễn ra vòng loại miền của giải đấu để chọn ra những cái tên xuất sắc nhất sẽ góp mặt vào giai đoạn vòng bảng. Trải qua tuần thi đấu của vòng loại tỉnh thì ngày 29 tháng 5 vừa qua đã diễn ra vòng loại miền với sự góp mặt của 36 quân đoàn ưu tú nhất trên các tỉnh thành quy tụ và thi đấu nội bộ để tìm ra chủ nhân của 18 suất thi đấu đi tiếp vào vòng bảng của đại chiến quân đoàn mùa hè 2022. Vòng loại miền được phân chia thành 3 miền thi đấu riêng biệt bao gồm Bắc, Trung, Nam. Mỗi miền sẽ có 12 quân đoàn tham gia, thế nhưng chỉ có 6 quân đoàn của mỗi miền sẽ được đi tiếp. Sau khi vòng loại miền kết thúc, các quân đoàn sẽ được phép chuyển nhượng thành viên với sự thay đổi tối đa không quá 50% đội đang thi đấu. Qua những trận chiến cực kỳ gay cấn và hấp dẫn của vòng loại miền thì vòng bảng của đại chiến quân đoàn mùa hè 2022 đã tìm kiếm được những quân đoàn cực kỳ nổi bật như WAG, Heavy Academy hay HQ Academy. Vòng bảng của giải đấu sẽ được diễn ra vào ngày mùng 10 đến ngày 19 tháng 6 2022. Các bạn đừng quên đón xem để theo dõi và cổ vũ cho quân đoàn mà mình yêu thích nhá. Tại mùa giải Yomos VFL Spring 2022, cái tên Phe đã không còn quá xa lạ với những người đam mê Free Fire Esports tại Việt Nam phải không nào? Mặc dù là một cái tên mới nhưng những gì mà Phe đã thể hiện là vô cùng nổi bật và đáng chú ý. Thế nhưng hình như đội tuyển này vừa mới bất ngờ chia tay với một thành viên trong team. Vậy liệu thông tin này có chính xác hay không? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé! Nhắc đến Phe thì chúng ta đã nhớ ngay đến một siêu tân binh tại giải đấu Free Fire chuyên nghiệp cấp độ cao nhất của Việt Nam, Yomos VFL Spring 2022, với những màn trình diễn vô cùng mãn nhãn đối với một đội tuyển mới. Phe là một đội tuyển được dẫn dắt bởi một người được xem là khôn bo số 1 Việt Nam, Panda, và bên cạnh đó là một dàn những tuyển thủ khác có lối chơi cực kỳ khát máu cũng như kỹ năng cao. Thời gian qua, Panda cũng chính là đội trưởng của team có những status đầy ẩn ý về việc thi đấu của các thành viên trong team hay thậm chí là tan rã. Và cuối cùng, anh chàng đội trưởng cũng đã bất ngờ công bố đội tuyển Phe sẽ nới lời chia tay với Buffalo, một tuyển thủ thi đấu xuất sắc của đội tuyển này. Liệu Buffalo có tiếp tục con đường Free Fire chuyên nghiệp của mình ở một màu áo khác hay không? Chúng ta sẽ còn phải theo dõi trong tương lai để có thể biết được các bạn nhé! Free Fire vốn nổi tiếng là một tựa game có rất nhiều người chơi trên toàn thế giới. Và để thu hút thêm càng nhiều người chơi hơn nữa, thì nhà phát hành Garena Free Fire đã cho ra mắt sự kiện mời bạn nhận quà với những nhiệm vụ vô cùng đơn giản, nhưng kết quả nhận về là những phần thưởng rất là xịn sò đấy nhé. Sự kiện mời bạn nhận quà là một hoạt động kết nối giữa những người chơi Free Fire cũ và mới với thể lệ vô cùng đơn giản. Mời bạn mới chơi Free Fire và gắn kết với họ. Với mỗi một tân binh của bạn lên một level, cả bạn và tân binh đều sẽ nhận được những phần quà cực kỳ hấp dẫn. Mỗi người chơi sẽ được gắn kết tối đa với 3 tân binh. Với mỗi mốc level 5, 8, 12 và 15, người mời sẽ được nhận vé quay kim cương, thẻ tạo phòng, thiết kế bản đồ, thẻ tạo phòng và đặc biệt là khẩu Mark 7 phán quyết siêu xịn sò. Người được mời khi lên level sẽ nhận được ba lô dạ quang, xe thể thao ma trận, thám tử Panda và trang phục phi công ứng với các mốc level tương ứng. Sự kiện hấp dẫn này sẽ được kéo dài từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 16 tháng 6 nha các bạn ơi. Nhanh tay kết hợp cùng nhau trong Free Fire để nhận về những phần quà cực kỳ hấp dẫn và thú vị ngay thôi nào.
trang phục, bom kèo hay là skin súng đều là những vật phẩm mà bất kỳ người chơi Free Fire nào cũng mong muốn được sở hữu để bản thân có thể trở nên nổi bật trong sảnh chơi cũng như là cả lúc chơi game phải không nào? Và nếu bạn là một người thích nổi bật, cá tính thì chắc chắn không thể nào bỏ qua được bộ sưu tập mới toanh vừa cho ra mắt. Vừa qua, nhà phát hành Ghana Free Fire đã cho ra mắt bộ sưu tập game thủ chuyên nghiệp sẽ có thể được xem là hiếm ngang với những bộ sưu tập xuất hiện thẻ vô cực nha các bạn ơi. Bộ sưu tập thực chất này được lấy cảm hứng từ thế giới game với những hiệu ứng phải gọi là bá cháy chất chơi. Bộ sưu tập bao gồm cho mình bom keo và súng chim góc kiến game thủ chuyên nghiệp. Bên cạnh đó là một bộ trang phục game thủ chuyên nghiệp. Đây cũng được xem là một trong những bộ trang phục siêu cấp đó nha. Để sở hữu cho mình bộ sưu tập thực chất này thì việc bạn cần làm là tham gia ngay vòng quay game thủ với cách chơi cực kỳ đơn giản. Chơi là trúng. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không chơi ngay thôi nào. Thông tin tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau nói về một phong trào dành cho sinh viên đam mê Free Fire trên cả nước đang cực kỳ hot trong những tháng vừa qua. Đó chính là chuỗi sự kiện Free Fire Game Boost 2022. Những gì được tiết lộ ngay sau đây là dành riêng cho các bạn đam mê Free Fire tại hai khu vực Cần Thơ và Thái Nguyên. Free Fire Campus 2022 là một chuỗi sự kiện có quy mô vô cùng lớn được Ghana Free Fire tổ chức nhằm đáp ứng niềm đam mê với tựa game này của các bạn sinh viên trên toàn quốc. Sắp tới đây, sự kiện Free Fire Campus sẽ ghé thăm những anh em tại hai khu vực Cần Thơ và Thái Nguyên đấy nhá. Nếu bạn đang sinh sống và học tập tại hai khu vực này thì hãy lưu lại những thông tin sau đây nhá. Rất nhiều hoạt động hấp dẫn diễn ra từ lúc 7 giờ sáng tại hai địa điểm: Đại học FPT Cần Thơ, 600 Nguyễn Văn Cừ, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ; Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên, đường Z115, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Và đó cũng là thông tin cuối cùng mà Minh Anh đem đến cho các bạn ở số phát sóng tuần này rồi. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo. Bye bye! Ấn đăng ký ngay và bật nút chuông thông báo của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin thú vị và hòa mình vào những trận đấu Esports đỉnh cao.